Chúng ta đến với trận thứ 3. Và như vậy là không có vâng, vâng vị trí đẹp nhất thì lại vướng một cây gỗ. Không thể thiết kế chiếc nhà BG ở giữa cái mỏ quả 7 cây này. Nhưng rừng đã có rồi và thế nhà thì khép góc trên góc 12 giờ. Đây là một thế nhà rất đẹp. Có thêm một mỏ quả phụ. Đây em cần phải tìm đồ lùa về để có thể có một bài ép sớm. Có hiểu. Và khả năng cao sẽ là lùa về nhà chính. Hoặc cũng có thể là lùa nó ra một chút để tí nữa làm chiếc nhà BF nhận 2. Gặp sư tử nhưng trên dốc thì không ngán. Vâng, một nông dân bình thường hoàn toàn có thể cân hai sư tử. Nếu như gặp hai sư tử và đứng ở trên dốc, cân hai là chuyện bình thường. Mười hai, mười ba trên mười sáu có vòi. Như vậy sẽ phải có một tờn cầu vòi. Vâng, kiểu chim sẻ. Vâng, hai con vòi nó khó câu lắm. Vâng, nó phải đi vòng mà lại là còn pha câu hai vòi. Pha câu vòi được viết ở trong chương trình sách giáo khoa nâng cao. Vâng, đây là S đầu của sẻ. S2 mới là S ăn đàn hiệu, tôi nghĩ là như vậy. Con vòi đầu tiên sẽ chuẩn bị về đến nhà chính của game thủ chìm sẻ. Rất may đây là speed 1.5 nên cái việc cầu vòi như này thì nó cũng dễ dàng hơn cái việc cầu vòi với speed đó là 2.0. Đây là BG ăn quả phụ thứ hai. Câu con vòi thứ hai và chuẩn bị cắt dần để ăn đàn hiêu đầu tiên thôi. Một thế trận mà đồ ăn đã đủ nhưng mà rừng thì tôi hơi quan ngại có mỗi cái cánh rừng này thôi. Mặc dù đây là cánh rừng rất to nhưng chỉ là rừng già và ăn về lâu về dự, về lâu về dài thì nó sẽ bị vâng với gỗ. Bởi vì gỗ càng ngày nó sẽ càng xấu dần theo thời gian. Và như vậy là cập nhật thì tỷ số một chút thì hiện tại ở bên trận bán kết 2, BB đang hòa sơ luyến với tỷ số là 1-1. Rất hay dành cho BB. Vâng, BB không hề đơn giản. 1-1 rồi anh em ạ. Còn quay trái với sẻ. Sẻ vẫn đang có một chiến thắng tuyệt đối trước game thủ Tiểu Lâm. Bài một rừng. Và phải chăng là rừng A 26 dân và 7-45. Khá chuẩn. Oh.
Vâng, không thấy sẻ đi dò thêm. Như vậy chỉ đánh với một cánh rừng thôi. S3 phải chăng cũng nằm ở cánh rừng này luôn. À đây rồi, nhưng mà phía ngoài sẽ có thêm một cánh rừng thông nữa. B2 sẽ đóng trên dốc này và S3 sẽ nằm tại cánh rừng thông này luôn. Vâng, con sẽ... Vâng, con... Hiểu, vâng, nó không chết trong tương vừa rồi. Các bạn thấy rằng sẽ rất tiết kiệm. Bây giờ turn người ta gọi là thơm ngon đến giọt cuối cùng. Vâng, ăn không bỏ bất kỳ một cái gì cả. Đây là BA và BM lên đời sớm hơn. Vâng, hai game thủ đều đánh bài 26 dần. Nhưng Tiểu Lâm là người ép lỗi. Dường như có turn... Vâng, tâm lý đến từ Tiểu Lâm rồi. Anh đang có vẻ như hơi cóng khi phải đối đầu với game thủ chim sẻ. Vâng, cần cơ cấu lực là rất khỏe. Số lượng thịt của sẻ mới kích đời xong đã có 400 rồi. Đã nâng cấp xong chặt gỗ. Vâng, Sơn Nga. Bây giờ mới Sơn Nga sao? Vâng, trận này có vẻ như sẽ lại kết thúc sớm. Giang An Dự sẽ là như vậy. Một đoài vào nhà của sẻ để Sơn Nga. Nhưng hãy nhớ rằng Tiểu Lâm lên đời muộn hơn. Vâng, đã thấy vị trí đóng à của Tiểu Lâm. Vâng, A xây rất gần nhau. Sẽ có pha kè nè của sẻ hay chẳng? Theo luật của ban tổ chức đề ra, đó chính là khi lên đời xong được quyền đập dần, đập móng. Vâng, đập các kiểu là điều tùy. Thích đập gì thì đập. Vâng, sẻ lên đời sớm hơn so với Tiểu Lâm. Và 5 ma trận này. Lượng gỗ của sẻ đang không nhiều nên sẻ chưa thực hiện những pha... Vâng, kene và vẩy e. Tiểu Lâm bắt đầu là người kene. Và sẻ không kene trận này khi số lượng gỗ là chưa phải là quá nhiều. Được quyền đập e mà. Vâng, sẽ chuẩn bị ra turn R đầu tiên rồi. Turn R đầu tiên được sinh ra. 5 con cung R vắt đều. Và để luôn lây chờ với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm cũng là bài 5A. Vâng, chưa có tỷ số cung R trong pha điều R này. Vâng, hai game thủ đều có bài đánh 5BA. Sẽ mất một cung. Vâng, như cung R Tiểu Lâm toàn thương binh rồi, một đều. Bây giờ thì không biết là bao nhiêu nữa rồi. Có vẻ như sẻ đang có lợi thế. Bạn thấy sẻ xây A theo cái việc là A ở gần nhau. Còn Tiểu Lâm thì xây A thế kiểu này thì cung R của anh nở ra mặc dù ở bên ngoài, nhưng nó sẽ nằm ở dưới dốc. Tơn tiếp theo của sẻ nở ra và Tiểu Lâm cũng là như vậy. Tơn này vẫn đang có lợi thế dành cho game thủ chìm sẻ. Mặc dù Tiểu Lâm đang người đánh trên thế cộng. Sẻ có 2 cung R, 3 cung R bị tắc và không thể ra được bên ngoài. Nhưng sẽ không cần. Những con nào ra được ngoài thì thi đấu, còn con nào không ra được thì đứng ở đây cũng được. Vâng, tơ này thì vẫn là rất cặc. Nhưng sẽ bắt đầu ít quân hơn đối phương ở mặt bên này. Vâng, tự sẽ trận này chấp 3 cung R hơi sâu. Vâng, 3 con R kia nó phải đứng ở đấy vài phút rồi. Vẫn là pha đỡ nhà hay của sẻ. Soi máu là rất nhanh. Vẫn là 5 nhà BA sóc đều. Tiểu Lâm không biết rằng còn sóc được cung R đều nữa hay không. Vâng, qua 2 trận đấu đầu thì Tiểu Lâm đánh ở nhà và anh cảm thấy rằng mình không có cửa khi đầu với sẻ. Và anh lại chuyển sang một cái bài đánh, đó chính là đi dâng Nga để ôm chết sẻ từ trong trứng nước. Nhưng quá khó. Cái sẻ đỡ nhà nó là rất dẻo. Bây giờ thì hai cung R được thoát ra. Vâng, không chấp R nữa rồi.
Và bây giờ thì cung R có sẽ nằm ở trên dốc. Cửa đầu dành cho vâng tiểu đại sư, vâng tiểu Lâm. Thêm hai cái ruộng nữa. Quá khỏe rồi. Tiểu Lâm có biết rằng đã hết lực chưa? Anh bắt đầu bỏ nhà BA của mình để tìm đứa khác hồng công vào nhà của sẻ. Nhưng công làm sao được đây khi mà sẻ đang có nhiều cung hơn. Vâng, sẻ đang truy sát rất ghê và đây là pha giải e. Chạy đi đâu? Vâng, Tiểu Lâm anh không chú ý. Và với cái pha không chú ý của mình, anh mất ngay 3 cung. Và anh xây A ở vị trí khác. Vâng, tôi có ốp A đâu mà ông lại xây A vị trí khác làm cái gì? Vâng, rõ ràng là sẽ không ốp A. Nhưng Tiểu Lâm xây A ở mặt khác. Xây A hay là xây ruộng nhỉ? Đúng là xây A ở mặt khác. Tiểu Lâm gõ 5. Và 21 phút trong game, sẽ đủ để hạ gục với một bài dâng A của Tiểu Lâm. 3-0 dành cho sẻ. Vâng, cặp này hơi nhàm chán. Hơi nhàm chán. Chúng ta đến với trận thi đấu thứ tư giữa chim sẻ và Tiểu Lâm.